Tôi là một vòng chào tất cả các bạn nhá. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Các bác ơi, để hôm nay mỗi tuần này mới lấy về được trên rừng đây này. Đấy, đến đâu mấy cái này rồi cũng mong rằng các bác hết sức thông cảm, như vì lý do là mưa gió các bạn. Mưa ở chỗ các bác không biết như thế nào, ở chỗ quê em ấy là khoảng độ phân tuần rồi bị mưa các bạn. Mưa thành ra là không đi lấy được. Đấy, cũng xin các bác thông cảm nhé. Hết sức thông cảm cho ở nhà thôn chúng tôi, vì lý do là không đi lấy được. Đang bảo khất các bác khoảng một vài hôm để có hàng đã. Đấy, để chúng tôi mới gửi cho các bác được. Đấy. Cũng có rất chi là nhiều các bác là đã đăng ký rồi, nhưng mà bảo ít hôm nữa. Đấy, bảo ít hôm là bao giờ thì chẳng biết, ít hôm là bao giờ cả, bảo cứ hôm nào nắng. Thì hôm nay nắng rồi đấy các bạn, hôm nay nắng rồi mới lên rừng đi lấy được đây. Đấy, nay nắng này lên rừng đi lấy về đang tranh thủ cạo nhé. Đấy, cái đội ngũ nhà đang cạo để băm để phơi để gửi cho các bác đây. Đấy, không biết là trong thời gian qua là tất cả trong các bác chúng ta là đã có dùng cái cây mút tần ở nhà xem là cái chất lượng nó như thế nào rồi. Đấy, các bác nào đã dùng rồi nhé. Đấy, thì mong rằng để lại lời bình cho nhà thuốc chúng tôi nhé, để lại cái lời bình đấy xem là nó có chất lượng hay không đó. Các bác cứ phản hồi đấy, cứ phản hồi xem là cái chất lượng mút tần của nhà chúng tôi nó như thế nào, thế chưa nào. Đấy, cứ phản hồi phải để lại lời bình cho nhà chúng tôi nhé. Đấy, chúng tôi sẽ cam kết đấy, lấy tại rừng đem về băm tại nhà, phơi khô tại nhà thế này. Đấy, tôi đã có cái video ở lần trước ấy mà tôi làm, hình như không nhầm thì video 1 này, video 2 này, video 3 này, video 4 và video này thứ 5 à thứ 6. Cái video lần trước là băm ba cô ở băm ở đằng trước nhà. Đấy, đó là thứ 5, video này thứ 6 về cây mút tần đấy các bạn nhé. Thứ 6 về cây mút tần. Và tôi đã có một cái video ở trong rừng ấy, đã leo cây chặt, có giới thiệu chia sẻ cho tất cả các bác đó nắm được cái nào là cây mút tần thật, cái nào không phải cây mút tần. Đó là một cái loại nó lá to nhé, nó rất giống cây mút tần. Đấy, nhưng mà không phải nhé, cái loại đấy nó không có nhựa các bạn nhé. Đây mới là mút tần này. Đấy, lấy các bạn đây lá nhỏ mút tần. Tôi cũng xin giới thiệu với các bác luôn để cho các bác đỡ phải băn khoăn thắc mắc, không phải gọi điện hỏi rằng là có mìn rễ à. Không phải đâu nhé, đây cái cây của anh đang chặt đấy, thấy chưa? Đấy, anh chặt, nhà chúng tôi là lấy từ đấy nhé, từ cái chỗ đấy. Đây, đấy là rễ nhé, còn lên cái đoạn thân cây, dơ lại cái đoạn thân cây đấy. Đấy, đấy là rễ nhá, đó. Nhà chúng tôi sẽ lấy cả đoạn thân cây. Thì trong cái mút tần của nhà tôi thì giới thiệu rõ với các bác rằng là có cả thân rễ lẫn nhau. Đó nào, có cả thân rễ lẫn nhau nhé. Đây, trực tiếp là lấy tại rừng, băm tại nhà, hàng đảm bảo chất lượng cho các bác. Có thời gian qua thì có các bác là không kịp khô nó vẫn lấy. Đấy, cũng có những các bác bảo thôi tôi cũng gửi cho tôi. Rất chi là cảm ơn các bác đã ủng hộ nhà chúng tôi. 2, 4, 6 vị đang làm đây. Đây nhá, đây đảo cho anh một tí cái này, đảo cái rễ này, cái đảo ở ngoài võ không xong đó, sờ vào sờ luôn đó. Đây như ở cái nhá. Đó, đấy nha, ui sao được cái rễ to nhỉ. Đây có rễ to luôn các bác nhé. Đấy, nhớ này nha. Đấy, nhớ được cái rễ to nhỉ, hôm nay được cái rễ to. Cái này khổng đấy, hiếm có được cái loại rễ to như lắm. Cái này thì cái gốc của nó phải to khổng luôn nhỉ. Đúng không? Đây, đấy. Nhìn thấy gốc to khổng chưa? À, đấy. Thực tế các bác không có gì bằng cái sự thật. Các bác có đồng ý với tôi cái câu nào nào? Bao giờ muôn thuở nó phải là sự thật nó mới tồn tại được. Đó nhé, sự thật là muôn thuở. Có
các cũng gọi điện cho tôi bảo tôi đã lấy. Ở chỗ khác thì gọi điện lại bảo là cơ sở 2 nhé. Đấy, từ qua cái chương trình này tôi cũng nhắc các bác luôn này, tôi chỉ có một cơ sở này là duy nhất, không có cơ sở nào cơ sở 2 nhé, không có cơ sở nào cơ sở 2. Đấy, thì đã bị nhái, cũng có một cái số đuôi đấy là số điện 18 nhưng mà không vào. Tôi xin thưa với các bác rằng là tôi chỉ có một số điện thoại, đó là từ trên kênh YouTube nhé. Đấy, và trên Zalo cũng như là Facebook, và cái số thường dùng ở nhà thuốc chúng tôi chỉ có một số duy nhất, đó là số điện thoại 0976972618 các bác nhé. Không có số điện thoại nào là số thứ hai mà cũng không có cơ sở 2. Đó, có các bác bảo là đấy, tôi gọi đến cái số đấy cơ sở 2 mà đã mua 3 ký rồi, 3 ký đó, về cứ bảo làm sao mà nó thế này thế kia. Đấy, tôi bảo không, không bao giờ có cơ sở 2 các bác nhé. Tôi chỉ có một cơ sở này là duy nhất, đó là có mỗi cơ sở thôn Nam Người Mường này này, địa chỉ nhé: thôn 6, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Được chưa nào? Đó, tôi chính là thầy thuốc Quách Văn Nổng thuộc cơ sở thôn Nam Người Mường các bác nhé. Các bác nên nhớ rõ rằng là như thế, không bao giờ có cơ sở nào cơ sở thứ hai. Đó, tránh tình trạng nhé, tránh tình trạng đấy là bị như một cái bác khai đấy. Và tại sao tôi mua về mà nó làm sao ấy, mùi mè gì chẳng có rồi thế này thế kia, thấy chưa nào? Đấy, cho nên các bác nếu như có gặp trường hợp như cái bác khách đã phản hồi cho tôi đấy, gọi điện ngay cái số điện thoại cho tôi đấy, số điện thoại cũng như là Zalo, các bác nào mà còn có dùng được Zalo hoặc Facebook nhé, các bạn ngay cái số điện thoại Zalo của tôi, Facebook của tôi nhé. Đấy, gọi hẳn cho tôi, xem mặt xem hình của tôi đã này, đấy xem rõ ràng, xem mặt hình của tôi có cơ sở nhà thuốc này, có thực tế này nhé, rồi hãng mua, được chưa nào các bác nào. Đấy, tôi vẫn nhấn mạnh với các bác là tôi cũng không ghét bỏ gì ai cả, việc ai người đấy làm, nghe chưa nào. Không phải là châu buộc ghét châu ăn hoặc là tôi cạnh tranh thế này thế kia, nhưng tránh tình trạng các bác ạ, tiền thật mua của giả các bác nhé, tránh tình trạng đấy, tôi phải nói với các bác như thế. Chắc là cái video tôi làm ở trong rừng ấy cũng có rất là nhiều phản hồi và gọi điện cho tôi để cũng nói này nói kia, nhưng mà tôi thật sự với các bác, tôi là người thật việc thật đấy, thì biết đến đâu tôi sẽ nói đến đây thôi. Người thật việc thật các bạn, không có gì bằng cái người thật việc thật cả. Các bác có đồng ý với tôi không ạ? Nếu bác nào đồng ý phải để lại dấu chấm hoặc để lại lời bình đấy. Bởi vì sao, nói về cây thuốc nam nhé, tôi xin thưa rằng tất cả các bác của chúng ta, và cảm ơn tất cả các bác lâu nay đã đồng hành cùng kênh thuốc nam Người Mường. Nói về cây thuốc thì yêu cầu cái người quảng cáo bán hàng phải biết về cây thuốc đấy, mà đó là cái gì, đó là phải cái người dân tộc thiểu số, tôi không phân biệt dân tộc này dân tộc kia gì cả, nhưng mà yêu cầu là đó là phải cái người thầy thuốc nhé. Không mình cứ quảng cáo tràn lan để mình bán, để mình hám lợi, đúng không nào, chẳng biết cái nguồn gốc nào đâu đấy. Cho nên qua cái chương trình này nhé, tôi cũng khuyên các bác được chưa nào, mình phải tìm tận nguồn gốc, đừng có tham rẻ. Đó, chẳng có lý do gì mua tình nó hiếm như thế này mà chỉ có mấy chục ngàn một ký thì nghe có được không, vô lý quá, vô lý đấy. Hôm qua nhé thì là 4 anh em hành trình từ sáng đến tối có được 10 mấy kg, đó là cả thân cả rễ này, cả thân cả rễ nhé. Đó thì hôm nay vị trí như vậy là 2, 4, 6, cả tôi nữa là 7 người, chứ không phải không đâu, 7 người đấy, thì chỉ có được từng này thì các bác xem nào, được từng này thì có đáng bao nhiêu đấy. Nếu như mà cân khô lên nhé, giỏi lắm được 30 ký đó, như thế. Thế mà cớ chi mà nó người ta lại bán rẻ như vậy, tôi nghĩ là nó không biết là ở cái chỗ nào mà mua tùm mà nó sẵn như vậy đó, nó nhiều như vậy mà lại rẻ đến như vậy đó. Mà trong khi đó lại còn người bán buôn nữa, tôi nghĩ là không biết làm sao. Vâng, nhưng mà có lẽ tôi nói lên đây thì chắc là mọi người người ta cũng không thích lắm đâu.
Nhưng tôi muốn giảng qua cái chương trình này, không muốn cho cái người bỏ tiền ra. Đó, tôi nhấn mạnh là như thế. Tiền thật mà mua của giả. Đấy, tiền thật mua của giả nhé. Không phải rằng là tôi nói lên như thế để tôi muốn đó là bán được cái cây của nhà tôi, cũng không phải nhé. Đấy, vì nhà tôi là lý do tại sao nhà tôi là có một cái cơ sở thuốc nam người Mường Nhân Thắng. Nhà chúng tôi không nhất thiết là chờ bán vào mấy cái cây này các bạn. Đây, nhà chúng tôi đây rất chi là nhiều cây thuốc nhé, đủ các dạng cây thuốc. Đây là ở sân sau, đây này nhé, ở sân sau nhé, cho các bác phải cùng tôi đấy nhé, cùng xem là không phải nhà tôi có chờ để bán mình cái cây mỗi tuần này đâu. Đó, đây là máy sấy rồi, nó máy sấy nhé. Để hôm nào mà trường hợp như là mưa không ấy là nhà chúng tôi dùng máy sấy. Đây, mời các bác. Đây, nhà tôi có cả một kho thuốc như này nhé. Đây là kho tất cả các loại cây thuốc dược liệu mà tôi là thầy thuốc để tôi bốc thuốc đấy nhé, chứ tôi không phải buôn bán dược liệu đâu nha, không buôn bán dược liệu. Đó, nhưng mà ở trong các hội, các thầy, hội nhóm của thầy thuốc đấy, đặc biệt rằng là cùng thầy thuốc nhé, đấy thì tôi sẽ có đấy hỗ trợ cho các thầy, chia sẻ cho các thầy, không có vị này vị kia đấy, cũng như cái lúc ở cái vùng nhà tôi không có đấy, để chúng ta mục đích chung là để bốc thuốc cho người bệnh, giúp người cứu đời các bạn nhé. Đấy, nó là như thế. Cho nên tôi nói các bác rằng là nhà tôi là không nhất thiết là muốn nói để tăng bốc tốt đẹp lên để mấy cái cây múi tuần này để mà chúng tôi bán được tiền. Đây này, đấy. Xin thưa với các bác là ở rừng chúng tôi nó có những cây to như này đấy nhé. Đó, to khổng luôn đấy. Thấy chưa? Đây, có những cây như thế này. Đấy. Đây các bác nhé. Cái này còn cạo như này tí nữa còn phải lấy rửa xe máy để xịt lại nữa, xịt lại cho nó sạch sẽ. Đây, lẫn nhá, tôi xin thông báo với các bác là lẫn cả thân cả rễ nhá, ở nhà tôi làm là lẫn luôn. Đấy, cho nên là rất nhiều các bác hỏi rằng là có mình thân à, có mình rễ, không phải đâu, nhà tôi làm lẫn chung. Đấy nhá, cả thân cả rễ. Đấy, lấy tại rừng này, băm tại nhà. Đấy, được với các bác là như thế. Đây thì hẹn với các bác là nếu như cái nắng đẹp như này khoảng 3 ngày sau là đã có hàng khô cho các bác rồi nhé, đã có hàng khô cho các bác rồi. Mà các bác là có nhu cầu cái hàng năm chưa như này vẫn được. Đấy, thì đợt trước là tôi vẫn có gửi cho các bác là bảo thôi tươi cũng được, vâng nhất trí thôi, tươi cũng được. Đấy, đồng ý ngay nhé, đồng ý gửi cho các bác rồi. Tôi sẽ quay vào ở đường trong nhà thuốc cho các bác nhìn thấy, cũng như là ở đường trước, không lại bảo là tại sao cái nhà này hôm nay nó nhìn lại khác đó, hôm trước nhìn lại khác đúng không nào. Đây, thưa với các bác, đây là bàn làm việc của tôi đó nhé, bàn làm việc. Còn ở đây là nhà thuốc của tôi, cái phòng thuốc của tôi nhé. Đây. Đấy các bác nhé, đây có giấy chứng nhận này, các bác nhìn rõ không? Đấy, giấy chứng nhận thầy thuốc Quách Văn Nùng này, tôi zoom sát lại cho các bác xem được chưa. Đấy, chứng nhận thầy thuốc Quách Văn Nùng, cơ sở thuốc nam người Mường Nhân Thắng nhé. Đấy, cúp vàng này, thương hiệu đạt danh hiệu này, đó, bảng vàng này, lương y nổi tiếng lừng danh nước Việt này, đó, Quách Văn Nùng này. Đây, chứng nhận top 10 này các bác nhé. Đấy, nó đầy đủ. Đấy, đầy đủ các bạn, chứ không phải là chỉ có lấy mấy cái cây để chẳng biết là thật hay hư, rồi là để bán trên trang mạng để nghĩ là kiếm mấy đồng, cái đó không phải, hoàn toàn không phải các bạn nhé. Đấy, nếu như các bác có nhu cầu được chưa nào, mua về sử dụng ngâm rượu thì nhà tôi, trời, nếu như còn không tôi vẫn để lại để tôi bốc thuốc. Đấy, tôi vẫn để lại để bốc thuốc nhé. Đấy, bốc thuốc kết hợp vào cái bài này bài kia trong cái thuốc nhà chúng tôi bình thường nào. Đấy nha, đây để tôi quay. Đấy, hôm trước nhá, đấy là có băm tại nhà là đây, quay ở sân trước đây đó,
không có gì bằng sự thật cả các bác nhé, không có gì bằng sự thật, nó là muôn thuở. Đấy, còn nếu như mà nói không đúng sự thật, dối trá thì chỉ có là ngày 1, ngày 2 thôi. Đây các củ bình phôi thôi các bác, đây củ bình phôi. Đây củ bình phôi tôi xếp vào cầu thang nhà này. Cứ sự thật. Nhưng mà tôi biết là rất chi là nhiều người không thích đâu, nhiều người ghét lắm, cứ bảo ông này thì thế này thế kia. Nghe đây nhá, đây còn một sân thuốc ở phơi được trước nhà này, bởi vì nhà tôi là ở bốc thuốc nam thì các bác biết rồi đúng không? Đấy, đó là cơ sở thuốc nam người Mường chiến thắng rồi. Đấy, tôi là chính là thầy thuốc có chân rồi. Là số điện thoại, tất cả Zalo cũng như Facebook, rồi số điện thoại trên kênh thuốc nam người Mường cũng số như số điện thoại thường. Đó là có một số duy nhất, đó là 0976972618 các bác. Đây hôm trước là tôi quay ở đây đúng chưa nào? Đấy các bác nhận ra chưa? Đấy các bác có nhận ra không nào? Đúng nhá. Đấy là có 3, 4 bác băm ở đây. Đó là sân, sân này sân ở đường trước nhà các bác nhá. Đấy sân ở trước nhà. Đấy cứ phải thực tế các bác nhá, không có gì bằng cái thực tế cả. Đấy. Người thật việc thật nhá. Đấy mà như các bác nào có hay dùng Zalo, Facebook gì đó cứ kết bạn vào cho tôi nhé, kết bạn vào cho tôi gọi xem Hà Nội đã. Đấy rõ ràng đã, mà có một số điện thoại duy nhất, tôi nhắc đi nhắc lại với các bác là tôi chỉ có một số điện thoại duy nhất, tránh tình trạng nhầm lẫn nhé. Là có rất chi là nhiều cái người người ta nhái của cơ sở này cơ sở kia, cơ sở một cơ sở hai, không có các bác nhé. Tôi nhắc lại một lần nữa đó. Vâng, có lẽ đến đây thì cái thời lượng video nó cũng dài rồi, cũng xin phép các bác để khép lại chương trình tại đây. À, có gì chưa đúng chưa đủ nhé. Đây cũng mong rằng các bác góp ý cho. Đấy, góp ý cho. Và những ai đã dùng qua cái sản phẩm cây thuốc của nhà thuốc chúng tôi rồi, không kể những là cây mũ tần và tất cả các thang và các vị thuốc khác nhé. Đấy, những ai cảm thấy là nó hợp với cây thuốc ở nhà hoặc là không hợp hay như thế nào đó cũng cứ để lại lời bình nhé. Để cho kênh thuốc nam người Mường ngày một phát triển nhiều hơn ạ. Vâng, có lẽ đến đây tôi cũng xin khép lại chương trình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở chương trình lần sau ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người.